Xin chào tất cả anh em nha. Xin chào anh Tùng ở Yên Bái luôn nha. Anh có nhờ em làm cái clip để gửi cho anh hướng dẫn sử dụng nổ cái đầu máy Yamaha H66 này nè. Thì sẵn đây em quay lên cho mấy anh em đồ tham khảo luôn nha. Mấy anh em nào biết rồi thì mình có thể tham khảo thêm. Còn những nào anh em nào chưa biết thì có thể xem clip này để mình sử dụng cái con này một cách hiệu quả nhất nha anh em. Đây. Đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn anh em cái nổ nha. Còn cái con máy này thì em về nhiều đó. Nhưng mà con này là em bán cho anh Tùng rồi. Anh Tùng ở Yên Bái đây. Đó. Con này thì sáng anh gọi video trực tiếp thì anh cũng đã coi rồi. Rồi cũng đã chuyển khoản cho bên ông chủ em rồi ha. Rồi bây giờ em chỉ có hướng dẫn cho anh xài thôi. Cái đầu tiên là mình sẽ cái này thì cái đầu tiên là mình phải châm bỏ dầu, mình phải bỏ dầu vô nó mới nổ được nè. Đó. Xong thì anh em sẽ xả gió, anh em sẽ mở cái con ốc này ra. Đây. Anh em lấy cái chìa khóa 10 hoặc là cái vít ba ke anh em. Đó, anh em mở ngon ốc này ra nè. Đó, anh dặn ra. Đó, anh em thấy không? Thấy dầu nó xịt ra không? Đó, nó xịt ra như vậy nè. Nó hết bọt cái là anh em dặn lại. Đó. Rồi tiếp đến là anh em sẽ cắm cái sợi dây mát đây nè. Đây nè. Này cộng trừ đúng không? Thấy cái cọc trừ này nè. Cái này mà anh em muốn tốt nhất là anh em nên gắn ngay cái cục đề này nè. Nó sẽ là ăn điện một cách tốt nhất anh em. Còn không thì anh em muốn gắn đâu đó anh em gắn vậy thôi. Còn cái cọc trừ này thì mình gắn vô đây. Rồi. Rồi tiếp đến là mình sẽ thăm nhớt. Đây nè, có cái cây thăm nhớt đây nè anh. Nè mấy anh em. Đó. Đó mình thăm nhớt coi còn nhớt hay không thôi. Nhớt thì em mới đổ vô rồi. Rồi xong rồi mình coi nước. Dạ, nhắc à. Này chắc còn nước á, đây nè. Bên bình nước phụ nó còn nè anh em thấy không? Anh em mở ra anh em coi còn nước không? Đó, rồi anh em coi cái dây bọt chó này nó có đã căng hay chưa? Đó, rồi xong. Xong rồi mình mình xông nó đi anh em, xông thì nó dễ nổ hơn đây nè. Còn không bình thường mình thổi từ xông cũng được nè. Đó, anh em quẹt vô đây. Đó, anh em thấy cái lửa nó ché ra không đây nè. Đó. Rồi mình sẽ xông có khoảng 10 giây. Đó, mình đếm 10 giây đây nè, thấy không? Đó, đó nó sẽ kẹt nè. Đó anh em cắm vô. Đó, mình đếm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi đó. Xong rồi thì mình sẽ kẹp cái dây này với dây này là nó sẽ nổ thôi. Tí nữa dài giùm một tí. Đó nè, mình sẽ kẹp cái dây này và dây này. Còn không thì mấy anh em có thể nhờ người ta làm ổ khóa. Em cũng có làm cái clip hướng dẫn ổ khóa với sạc của Yamaha rồi đó anh Tùng ha. Đây nè, đó. Như vậy là được. Đó rồi bây giờ em nổ lại cho anh em anh coi nè. Đây nè. Anh đầu tiên là anh dí cái này vô trước. Đó xong rồi cái thứ hai là anh đẩy này nè. Đó, thấy không? Đó rồi khi mà tại vì cái lúc đầu á là mình xả gió dầu nó chưa lên đều đặn. Nhưng mấy anh em cứ làm xong xuôi hết rồi mấy anh em để dầu. Người ta kêu là cái dầu chờ á anh em. Anh em để cái dầu chờ nó có sẵn ở trong đây rồi là khi mà anh em ấy là anh em chỉ cần nhẹ là nó nổ rồi đây nè. Nhẹ thôi là nó tí tí lên ga giùm mày chứ. Em có một tay, người ta quay phim tay ấy không có làm được đây nè. Nhẹ nhẹ là nó nổ lên. Rồi. Rồi anh Tùng với mấy anh em đồ có coi thì tham khảo ha. Mấy anh em nào biết rồi thì coi mình tham khảo thêm hay là có những cái cách nào mà để sử dụng cái con máy 2H66 này tốt hơn á thì anh em có thể comment ở dưới để em có thể học hỏi thêm.
thì em sẽ chia sẻ lại cho những anh em xài á, nó sẽ đạt cái hiệu quả tốt nhất. Rồi em xin chào tạm biệt mấy anh em nha, em xin chào tạm biệt anh Tùng luôn nha. Rồi mấy anh em thấy hay thì cho em một like, chia sẻ, nhớ subscribe kênh em để xem những video mới nhất nha anh em. Rồi xin chào tạm biệt mấy anh em nha, này cũng chảy quá rồi, chúc anh em một buổi tối tốt lành.